Hello, xin chào thầy, nó quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi có một con máy cửa xích Stein MS170C đẹp như mới cho anh em luôn nhá. Con này hàng VIP lựa cho anh em nhá. Đó, máy rất mới. Xích em gái xích mới anh em luôn nhá. Lam zin. Đó, lam này lam 35 sử dụng 30 cm anh em nhá. Đây, máy đẹp tuyệt vời. Bộ đồ zin hết từ A đến Z rồi nhá. Lốc nhựa rất là sáng đẹp. Đẹp mà quá đẹp luôn. Mở trong máy anh em xem nhé. Trời, quá mới luôn nha anh em. Bujin zin chưa vặn này, nòng zin, bô zin, bộ e lọc gió zin, điện zin hết, chế zin hết nha. Quá đẹp luôn, hàng này cũng siêu tầm anh em được luôn nhé. Đó, anh em là chốt cây này thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345050399 nhé. Hai chân ốc đẹp xuất sắc luôn. Rồi xin phép test nổ cho anh em cái máy nhá. Con này bít tông bao sọc ngang luôn nha anh em nhá. Bít tông sọc ngang luôn. Nghĩa là bít tông còn chưa có mòn một tí nào luôn. Còn nguyên cái vân ngang của bít tông mới luôn nhá. Đó. Rồi xin phép test nổ cho anh em luôn. Máy quá êm. Con này có giật trợ lực luôn nha anh em nhá. Bao êm. Không gì chơi được này. Con máy hàng bãi mà chất lượng ngang con máy mới luôn thì liên hệ trực qua số điện thoại 0345050359 nhá. Đẹp như mới luôn. Bao bền như anh em luôn nhá. Tất cả những cái này là hàng của Đức sản xuất hết anh em nhá. Đó, đó, xin cảm ơn toàn thể anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua máy cưa xích chất lượng liên hệ trực qua số điện thoại 0345050359 nhá. Em xin cảm ơn toàn thể anh em.